at the Vang Kip Food Street Tuesday evening. About 7:30. Đi tùm lum nè. Dạ, à, mình quay đây 2 triệu, không có rung, mình cứ quay thôi. Này đây hả, bún bò Huế hả? Cái này bún bò Huế, Huế noodle soup, cô Dung, bún bò Huế cô Dung. Thấy cũng đông người quá hả? Tô bao nhiêu vậy? 50. Cũng rẻ mà, 50. Giờ 50 là bình thường. Bình thường. Tùy thích. Thôi cảm ơn chị. Review 30,000 đồng. We ordered the bún bò Huế, 50,000 đồng, bún bò. Yeah, cô Dung cho cái đầy đủ đi. Cho một tô đầy đủ. Cho một tô đầy đủ. Cho so thì sườn thì cho đầy đủ hết. Yeah, đầy đủ hết. Đầy đủ hết bao nhiêu? 50. Cũng 50 luôn hả? Oh, quá rẻ rồi. So we have in the bún bò Huế. Huế noodle soup 50,000 đồng. This is Vàng Kíp. Kíp chỉ tao sần đòn. Chú đó luôn. This whole street is about food. Everything $1, $2. Noodle soup, so a little spicy. Deep biscuit. Thôi em khó rồi, mình có đầy đủ hết mà. Cảm ơn chị, được rồi, mình có đầy đủ hết. Cảm ơn chị. Đây là pork sausage.